ngán đâu được. Thử rồi, thử ngán nó coi. Đề thì nhẹ nhàng luôn anh em ơi, nhích nhẹ lụm tiền, nhích nhẹ lụm tiền thôi. Động cơ hay thì mà. Cái này khói nhiều là do đầu tiên để lâu quá không chạy, đổ nhớt nhiều do nó máy cho nó sạch nha anh em. Còn về mà anh em muốn chạy hết cho khói thì pha đúng quy cách nha. 5 lít xăng, lít nhớt. Rồi, được rồi anh em. Nhả kìa. Chạy đây mà máy làm kia trái kìa. Rồi, chạy ngon lành nha anh em. 40 mấy ngựa nè. 43 ngựa. 43 ngựa trên cái xi lanh này anh em. 746cc nha. 746cc. 32.5 kW, cứ nhân kW cho số ngựa. Anh em nào chơi hai thì khỏi nói nữa rồi. 4.800 vòng trên phút. 98 kg. Nếu con này gửi xong là về chảy xong rồi gửi mấy này ra là gọn khơ lên nè. 43 ngựa cái thiệt. Tốc độ 4.800 vòng nè. Nó là chỉ vệ sinh chùa lên đẹp lắm nè. Giữ chế thì dòng giữ chế anh em khỏi lo rồi. Tại vì nó chủ yếu là dự phòng không à. Nó không chạy nhiều, lâu lâu đè để cho khởi động máy thôi. Mày lên dầu nhớt là đẹp liền nè, ha. Có ao lên liền anh em. Để lâu quá nó không chạy rồi, để nắng thôi. Cái lên là đẹp lên liền nè, ha. Rồi, giật nhẹ cái nha anh em. Ra le tắt kìa. Rất là dữ anh em ơi. Rồi để chỉnh cái anti lại nha, chạy hơi lớn nha. Nó bụp 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 nó sướng. Kiếm cái cây vít về đè trống rồi, chạy kiếm này. Hai cây vít thằng rồi đó. Bốn ngàn năm 800 dần phút là tốc độ cũng cực đại đối với máy xăng hai thì đó rồi. Tốc độ này chạy vỏ là vô địch luôn à. 43 ngựa, hai máy có đề khởi động bằng đề luôn, đề giật cũng nhẹ nhàng nữa, cũng gọn là gọn, máy này hết là gọn à. Gỡ này ra luôn, nếu mà chạy ghế xong chạy ghế xong gỡ này ra luôn, rồi gọn khơ luôn. 98 kg là toàn bộ thân thể gỡ ra có gần chừng 6 mấy kg là vừa. Cái này bình xăng để dưới cũng được nữa nè, cho gắn thêm cái bơm xăng phụ nữa cho nó gọn nếu anh em là chạy ghe. Giờ làm biến là đề nha anh em.
lâu quá trong bô á nó còn nhớt á. Yên lên gần tì cho nó chút, lên gần lớn chút. Con này để vô phòng lâu quá, bú mấy người nhiệt cũng nhẹ quá ha. Hai thì bú chứ nhẹ đâu, nhiệt cũng nhẹ quá. Rồi chích cái nữa nghe nè. Đó, ok chưa? À. Thế là chạy. Ba số con nào vậy? Ba số mình săn rửa mình săn con anh em ơi. Đó, lao nhẹ thôi coi nè. Đây con này đẹp lắm nha. Nè, nó đẹp hơn con bò hổm nè, nó sơn bóng cái đầu đẹp thiệt nè. Nè, lao nhẹ nữa thôi. To anh như mới. Thôi chứ nó nổ máy thôi. Ừ, con này còn đẹp lắm. Anh ơi, thấy dặn đi. Nhúng miếng dầu. Lao nhẹ cái là cho nó đẹp. Không thôi. Để mấy con này ít chạy lắm, đi giữ phòng mà. Quá đẹp. Nhầm con để trong nhà, con để ngoài. Rồi chiều rảnh nè lau chùi nó thôi. Nhưng mà anh em nào thích tự lau chùi thì về tự lau chùi đi. Con chậu nó chạy nó được ngon à. Chạy ngon ok. Anh em có nhu cầu alo nha 0886356707.